Indonesia đã thay người trong set thi đấu thứ hai khi mà cầu thủ số 9 Rusin Rusdi vào sân để thay cho cầu thủ tấn công ở trong set 1, đó là số 7 Saiful Rizan. Chắn cầu không thành công. Cầu thủ các vận động viên Malaysia cho rằng tình huống đỡ cầu bước 1 vừa rồi của Indonesia đã mắc lỗi. Nhưng các trọng tài nói không. Điểm cho Indonesia. Pha tấn công cầu phải tốt của Nasdin. Chắn cầu tốt của Rusdi. Representing Myanmar, Tấn công. number Chắn cầu không thành công. Trước đó là một tiếng tấn công không tốt đến từ Mụt Nọc bên phía Malaysia. Bóng quá nhẹ khiến cho các vận động viên của Indonesia đã cứu cầu một cách đơn giản. Coach Ong Yu Twin representing Indonesia number 9 Koselia Kuselia number 4 Fuji Anji Lestari number 6 Lena Lena team manager Istri Priani coach Ramlik coach assistant Adol Ghani official officiating coach to women double official referee Zubair Zari from Malaysia. Mười sáu mươi chắn cầu không thành công của Mút Nóc đi. Nusdi đã bám chắn thành công và tiếp tục là điểm cho Indonesia. Indonesia đang chơi rất hay trong set thi đấu thứ hai này với sự thay đổi người khi Rusdi vào sân. Rusdi vào sân để thay cho Saiful Rizan. Điểm cho Indonesia. Các vận động viên Malaysia dứt điểm đã thành công cho Indonesia. Họ đã quân bình tỷ số. Ba mươi hai đang diễn ra rất cân bằng giữa Indonesia và Malaysia. Cú tấn công ghi điểm của Rusdi về phía Indonesia. Rusdi đang chơi hay kể từ khi vào sân thay cho Saiful Rizan. Anh tấn công cũng ổn mà
bám chắn cũng rất hay. Lại là Rudy. Cầu không thành công của Norajat bên phía Malaysia. 4-2 cho Indo. Rusdi tấn công tốt. Thể hình của thì cú tấn công sở trường của anh đó là tấn công trái. Vẫn là tấn công phải ghi điểm cho Indonesia. Điểm cho Indonesia với pha tấn công của Rusdi. Tình phòng ngự rất hay của cao thủ Malaysia. Rudy lần này phải tới 3 tình huống dứt điểm thì Rudy mới có thể. Tiếp tục là điểm cho Indo. Mặc dù vừa rồi là một tình huống dứt điểm không quá ấn tượng của Rusdi. Rusdi vào sân và đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này.
Một tình huống ghi điểm may mắn của Indonesia. Tình huống phát cầu ăn điểm của như điểm đã. Tiếp tục là điểm cho Indo 18-12. Indonesia chỉ còn cách tấm huy chương vàng nội dung đội tuyển hai người ở môn cầu mây có 3 điểm mà thôi. Cầu 18-12 cho Indo. Set thi đấu quyết định rồi. Giành điểm ấn tượng của Indonesia 19-12. Điểm số rất xứng đáng. Lúc này đang là rất cách biệt rồi. Rồi thì Malaysia không có được một tình huống tấn công tốt. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Có thể nhìn thấy sự vui mừng của đây chính là tấm huy chương vàng thứ hai ở nội dung đối kháng cầu mây của Indonesia tại SEA Games này. Trước đó thì họ cũng đã giành được một tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội cầu mây nam đôi.